Mình được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 27 tháng 8 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Nhâm Tý, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Cầu Trận, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chủ Tước. Về ngũ hành Niên Mệnh tang Đổ Mộc, ngày Nhâm Tý tức Can Chi tương đồng thuộc Thủy, và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm tang Đổ Mộc, Kỷ Tuổi, Bính Ngọ, Canh Ngọ, ngày thuộc hành Mộc khắc với hành Thổ, đặc biệt là Tuổi, Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc. Ngày Tý lục hợp với Sửu, tam hợp với Thìn và Thân, thành Thủy cục xung với Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu và tuyệt Tỵ. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn. Tuổi xung trong tháng gồm tuổi Tân Mão, Ất Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quan tốt mọi việc, sao Dân Nhật thời Đức tốt mọi việc, sao Thiên Thủy tốt mọi việc, và ngày hôm nay là ngày trực tinh Đại Cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Lại xấu mọi việc, sao Tiểu Hao xấu về giao dịch mua bán cầu tài lộc, sao Lục Bất Thành xấu đối với xây dựng, sao Hà Khôi xấu mọi việc, nhất là khởi công động thổ xây dựng về nhà cửa, sao Vạn Vong kỵ về xuất hành cưới hỏi cầu tài lộc, sao Cẩu Giáo xấu mọi việc. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng chính nam, Tài Thần hướng chính tây. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 27 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 27 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này cảnh báo cho bạn đang có nhiều điều không như ý xảy ra trong công việc của bạn ngày hôm nay. Với bạn tuổi Tý, có thể sẽ gây thù chuốc oán với kẻ tiểu nhân lúc nào chẳng hay, và kẻ đó có thể xuất hiện để ngáng đường phát triển của bạn. Trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý, bạn cần phải bình tĩnh trong quá trình xử lý sự cố, đừng có nóng nảy khiến cho mọi việc càng trở nên khó giải quyết hơn. Và nếu như bạn tuổi Tý luôn làm tốt công việc của mình từ trước đến nay thì chẳng ai có thể tìm ra cớ để hạ bệ bạn được cả. Vì vậy, bạn tuổi Tý hãy để cho sự thật chứng minh ai là người đúng, ai là người sai nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Điều này sẽ làm cho bạn cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và những người làm ở văn phòng. Bản mệnh chớ nên làm việc quá sức, đồng thời hãy chăm chỉ vận động chứ đừng có ngồi một chỗ quá lâu. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Thủy đắc tội với kẻ tiểu nhân, công việc gặp nhiều trở ngại. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy cần phải bình tĩnh để giải quyết những rắc rối, không nên chuyện bé xé ra to. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa làm tốt nhiệm vụ của mình sẽ không bị hạ bệ. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ nên tăng cường vận động thể dục thể thao. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc hãy mở rộng mối quan hệ của bản thân mình.
Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 24, số 68, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 27 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho công việc của bạn đang tiến triển rất là suôn sẻ. Kinh nghiệm và bản lĩnh của bạn sẽ giúp cho bạn có thể tự mình giải quyết được những vấn đề khó khăn, và đây chính là lý do khiến cho bạn được mọi người tin tưởng và cấp trên giao cho những công việc quan trọng có tác động lớn đến quá trình thăng tiến của mình về sau này nhé. May mắn hơn, trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu, mối quan hệ xã giao của bạn cũng có được sự hài hòa, giúp cho bạn gặp được quý nhân hoặc là người có cùng chí hướng với mình trong ngày hôm nay. Và nếu như bạn đủ tin tưởng vào đối phương, đôi bên có thể nhanh chóng bắt tay vào hợp tác, tương lai rất hứa hẹn sẽ đem về lợi ích cho cả hai bên nhé. Đáng tiếc là về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này lại không được tốt cho lắm khi bạn đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này nhắc nhở bạn cần phải quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn. Với bạn tuổi Sửu, bạn chớ nên dồn toàn bộ thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp, công việc của mình mà bỏ bê những người thân thiết nhất, bởi tình thân là điều đáng quý giá nhất ở trên đời này nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, công việc tiến triển được suôn sẻ, thuận lợi dù có gặp phải vấn đề gì đi chăng nữa. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, được người đi trước giúp đỡ, giải quyết cho những khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, gặp được người có cùng chí hướng nên hợp tác làm việc. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, gặt hái được nhiều thành công rất đáng ngưỡng mộ. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, bớt thời gian làm việc, quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 82, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ bảy ngày 27 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, và đây là những dấu hiệu tích cực cho thấy về tình hình tài chính của bạn trong ngày hôm nay đang có được báo hiệu tăng tiến một cách rõ rệt. Với bạn tuổi Dần, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng vì đã chăm chỉ làm việc trong suốt khoảng thời gian vừa qua, trong cả công việc chính và công việc nghề tay trái của mình nữa nhé. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dần, một số người đang có được sự may mắn khi gặp được những cát tinh trợ mệnh, giúp cho bạn có thể phát tài một cách nhanh chóng dựa vào những trò chơi may rủi như thế là trúng số, trúng thưởng. Khoản tiền này có thể sẽ giúp cho bạn có được sự dư giả trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng với bạn tuổi Dần, bạn hãy có cách sử dụng đồng tiền một cách hợp lý, tốt nhất là sử dụng vào các công việc như là đầu tư, tiết kiệm, để tiền đẻ ra tiền, chứ đừng có chỉ tiêu xài hoang phí nhé. Thêm vào đó, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Vượng. Điều này cho thấy với bạn là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ nửa kia của mình trong các công việc ở nhà. Và bạn đã hiểu rõ được rằng việc xây dựng gia đình hạnh phúc là trách nhiệm của cả hai người, chứ không phải là của riêng ai cả. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này: tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, nhận được tiền lương từ các công việc làm thêm. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, có được cơ hội phát tài nhờ vào các trò chơi may rủi. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, hãy có cách sử dụng đồng tiền một cách thông minh, đúng đắn hơn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, biết chăm lo và vun vén cho gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, có trách nhiệm với người thân của mình.
Phần đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 36, số 95, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ bảy ngày 27 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này sẽ mang tới những ảnh hưởng tiêu cực tới vận trình của bạn ngày hôm nay, khiến cho bạn rất dễ gây mất lòng người khác bởi bản tính kiêu ngạo và chủ quan. Với bạn tuổi Mão, bạn có biết thái độ ấy của mình chỉ khiến cho bản thân mình không thể nhận ra những khuyết điểm của mình để tiến bộ hơn được nữa đó nhá. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão, nếu như bạn muốn nhận xét hay là phê bình ai đó là người lãnh đạo thì bạn nên tìm cách diễn đạt nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn. Những lời góp ý tế nhị thường khiến cho mọi người dễ tiếp thu và sửa đổi nhanh hơn là những lời trách móc gay gắt gây tổn thương lòng tự trọng của người khác. May mắn là trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Phượng. Điều này sẽ giúp cho bạn đang có được một người vợ hoặc là người chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng để lắng nghe những tâm sự và tha thứ cho những lỗi lầm của bạn. Vì vậy, với bạn tuổi Mão, nếu như có vấn đề gì khó khăn, bạn nên trò chuyện với người ấy để hai người có thể cùng thảo luận và tìm ra cách giải quyết, hoặc ít nhất là để trôi nhẹ lòng hơn nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy sẽ gây mất lòng người khác vì không chú ý tới cách diễn đạt của mình. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa coi thường ý kiến của mọi người, khăng khăng với quan điểm cá nhân. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ chú ý cách ăn nói và cư xử, đừng có gây tổn thương người khác. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc có tài nhưng cần phải khiêm tốn hơn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, vợ chồng tâm lý và thấu hiểu, hãy cùng tâm sự để tìm cách giải quyết vấn đề. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 16, số 76, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh rêu, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ bảy ngày 27 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn trải qua một ngày cảm thấy rất hăng hái khi bắt tay vào làm bất cứ công việc gì. Thậm chí trong ngày này, dù thách thức có ở ngay trước mắt đi chăng nữa cũng chẳng làm cho bạn chùn bước. Với bạn tuổi Thìn, bạn biết đây là thời điểm để cho mình rèn luyện bản thân mình và ghi điểm trong mắt mọi người nữa. Tuy nhiên, với bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, bạn lại mắc phải cái bệnh là cả thèm chóng chán, cho nên khó có thể trở thành người được lãnh đạo tin tưởng. Với bạn tuổi Thìn, bạn hãy nhớ là nếu như muốn thành công thì làm việc gì cũng nên cố gắng kiên trì cho đến cùng, chớ có bỏ dở công việc giữa chừng. Điều này chỉ khiến cho người khác phải thu dọn hậu quả do bạn gây ra mà thôi. Và ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này cho thấy với bạn đang có điềm báo, có những bất ổn trong mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia. Và mỗi khi vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không muốn tin theo những lời giải thích của đối phương. Với bạn tuổi Thìn, bạn đừng có để cho mối quan hệ giữa đôi bên rạn nứt vì cách hành xử của bản thân mình. Bạn cần phải hạ tốt cái tôi của mình xuống nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa hăng hái mọi khi bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ làm việc theo cảm hứng nhất thời, không duy trì được sự kiên trì. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc nên rèn luyện bản tính cả thèm chóng chán, chớ bỏ cuộc giữa chừng. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, mối quan hệ vợ chồng không hòa hợp. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, không nên vội tin theo lời của người ngoài, hãy học cách lắng nghe.
Vậy đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 64, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày 27 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo trải qua một ngày phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ. Với bạn tuổi Tỵ, bạn nên cẩn trọng trong công việc của mình, chớ nên lơ là, kẻo lại mắc bẫy của những kẻ tiểu nhân, khiến cho công sức của mình đã gây dựng bấy lâu nay đổ sông đổ bể một cách đáng tiếc. Và ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tỵ, dù tình huống có rắc rối như thế nào đi chăng nữa, với bạn cũng nên giữ những suy nghĩ lạc quan, xét mặt tích cực. Cạnh tranh là yếu tố cần thiết để cho bạn tiến bộ, nó sẽ góp phần giúp cho bạn nhận ra được điểm mạnh của bản thân mình nằm ở đâu, cũng như là cần phải khắc phục những điểm yếu nào. Và sau một lần cạnh tranh như vậy, với bạn sẽ càng thêm vững vàng hơn nhé. Ngày thứ bảy này, bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa. Điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang dần trở nên lạnh nhạt đi. Và nếu như những khúc mắc không được tháo gỡ kịp thời, thì đôi bên sẽ ngày càng trở nên xa cách. Đây chính là cơ hội để cho kẻ thứ ba xuất hiện, chen chân vào tình cảm giữa hai người. Với bạn tuổi Tỵ, bạn còn trân trọng hạnh phúc lứa đôi thì nên tìm cách để cải thiện tình hình hiện tại mà mình đang gặp phải nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này: tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, chịu đựng sự cạnh tranh gay gắt ở môi trường làm việc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, thận trọng trong công việc, chớ nên lơ là. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng tích cực hơn. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, quan tâm tới gia đình của mình, đừng có để cho tình cảm bị nhạt phai. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, nhận ra điểm còn thiếu sót của bản thân mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 36, số 74, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày 27 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Ngọ xem tử vi cho thấy bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này sẽ tác động không hề nhỏ lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Với bà tuổi Ngọ nên giữ thái độ khiêm tốn, và nếu như muốn bày tỏ ý kiến cá nhân của mình cũng cần phải điềm đạm. Chính bạn cũng không chắc chắn được thông tin mà mình biết là đúng hay là sai, do đó không nên lớn tiếng làm gì nhé. Ngày thứ bảy này với bà tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này sẽ hỗ trợ cho công việc của bạn, sự nghiệp của bạn đang tiến triển rất thuận lợi, rút ngắn được thời gian và tiền bạc. Những ai đang thi cử cũng sẽ có được kết quả như ý muốn ở thời điểm này. Tuy nhiên, với bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này cũng đang gặp ngày có hỏa thủy xung khắc. Điều này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh khi bạn khá là lười trong việc chăm sóc cho bản thân. Nhiều người nhận thấy rõ rằng làn da của mình đang bị xuống cấp, bạn cần phải thay đổi thói quen, tập trung hơn cho việc cải thiện về vấn đề liên quan tới sức khỏe của mình sẽ tốt hơn bạn tuổi Ngọ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, kiên định với mục tiêu và nỗ lực đi về phía trước. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, tránh đối đầu với những người không hiểu chuyện. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, có thể sẽ có những mâu thuẫn giữa vợ chồng do hiểu nhầm. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, công việc được thuận lợi dù ban đầu bạn không nghĩ là như thế. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, tập trung hoàn thành công việc của bản thân, tránh bị phân tâm. Vậy đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 46, số 73, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Thìn.
Tử vi tuổi Mùi, thứ bảy, ngày 27 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại. Điều này nhắc nhở bạn tuổi Mùi làm gì trong ngày hôm nay cũng cần phải hết sức cẩn trọng. Có thể sẽ có người khác bực mình thì bạn cũng cần phải kiên nhẫn xem xét từng vấn đề một trong ngày hôm nay để giải quyết nhé. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi, đôi khi nếu như bạn nhìn quá gần thì sẽ có thể phát hiện ra những câu trả lời mà mình cần. Với sự che chở của chính ấn chiếu mệnh, với bạn hãy thử lùi bước lại và xem bức tranh tổng thể ra làm sao, với bạn sẽ thấy được câu trả lời ở ngay trước mặt mình. Bạn cần phải bình tĩnh, chớ có hấp tấp nhé. Bên cạnh đó, trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Điều này sẽ ảnh hưởng liên quan tới vấn đề về tiền bạc của bạn. Với bạn chẳng thể nào vội vàng quyết định điều gì liên quan tới tiền bạc một cách sáng suốt trong ngày hôm nay được. Do đó, bạn nên tránh chi tiêu một số tiền quá lớn trong ngày hôm nay nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, sức khỏe có dấu hiệu cải thiện đáng kể. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, có người đang ngấm ngầm hại bạn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, công việc muốn được thuận lợi thì phải quan tâm tới những chi tiết nhỏ. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, hãy quan tâm hơn tới người thân trong gia đình của mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, đừng có trông chờ vào vận may mà hãy tự mình cố gắng. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 30, số 61, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Thân, thứ bảy, ngày 27 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn trợ mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được những tin vui trong chuyện tình cảm, đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân, tin về cưới hỏi của những cặp đôi đang yêu, hay là bạn đang có những kế hoạch tốt đẹp để cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn ở phía trước nữa rồi. Trong ngày này, một số cặp vợ chồng lúc này cũng còn nhận tin vui về bầu bí nữa nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Do đó, tất cả những sự mâu thuẫn, rắc rối liên quan tới cái tôi của mình hay là những mục tiêu đầy tham vọng mà bạn đưa ra sẽ đòi hỏi bạn phải đổ nhiều công sức hơn để có thể đạt được thành quả tốt. Vì vậy, với bạn tuổi Thân cần phải cố gắng nhẫn nại và điềm tĩnh hơn, sự nóng vội không đổi lại được kết quả mà bạn mong muốn nữa đâu. Thêm vào đó, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ hỗ trợ cho những ai đang gặp phải những vấn đề liên quan tới tiền bạc hoặc là sức khỏe. Bạn mệnh sẽ có thể tìm thấy được cách thức phù hợp để cải thiện về tình hình hiện tại. Ai có dấu hiệu sức khỏe kém cũng sẽ gặp được bác sĩ giỏi để hỗ trợ cho cải thiện về sức khỏe của mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, nhanh chóng tìm được cách hâm nóng tình cảm lứa đôi trước khi quá muộn. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, có nhiều vấn đề bất ngờ phát sinh, vận trình đi xuống. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, cơ may phát tài phát lộc đang đến gần, bạn cần phải tỉnh táo để nắm bắt. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, tình cảm vợ chồng ngày càng được cải thiện. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, đối với những người đang còn độc thân, sớm tìm được nửa kia cho mình. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 96, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Dậu, thứ bảy, ngày 27 tháng 8 năm 2022.
Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mão dậu. Điều này sẽ làm cho bạn trải qua một ngày không được thuận lợi cho lắm. Khi với bạn tuổi Dậu đang có cảm giác làm gì cũng không được in, thậm chí là có cơ hội ở ngay trước mắt cũng bỗng nhiên bị cướp mất. Với bạn tuổi Dậu, bạn cần phải nghĩ đơn giản hóa vấn đề chứ đừng có cố chấp trong ngày hôm nay nhé. Thêm vào đó, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh và đây có thể là nguyên nhân khiến cho bạn bị đánh giá sai. Và nếu như bạn tuổi Dậu muốn có được sự ghi nhận với bạn phải thể hiện tốt về năng lực của mình và tự tin lên tiếng về những gì mà mình đã làm ngay trước mắt. Và chỉ khi có được lòng tự hào về bản thân mình thì bạn mới có thể khẳng định được chính xác những giá trị mà bản thân mình tạo nên nhé. Ngày thứ bảy này, bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Điều này sẽ mang lại cho bạn có được khoảng thời gian yên bình nhất để cho bạn tĩnh lặng và tìm lại cân bằng cho cuộc sống. Và nếu có thể thì bạn nên đi ngủ sớm, bạn hãy đi ngủ sớm để kết thúc một ngày căng thẳng của mình để cho ngày hôm sau được tỉnh táo, được minh mẫn nhất để bắt đầu một ngày mới nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, tránh cho vay mượn về tiền bạc trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, hãy tập trung làm việc, tránh bị phân tâm chuyện không đáng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, hãy dành thời gian cho việc nghỉ ngơi để sắp xếp lại cuộc sống. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, có thể sẽ có những mâu thuẫn với nửa kia của mình. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, lứa đôi không nên thề ước quá nhiều, hãy nhìn vào thực tế. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 73, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Tốt thứ bảy ngày 27 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tốt bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này sẽ làm cho mối quan hệ xã giao của bạn không được tốt đẹp như ý muốn. Với bạn tuổi Tốt, bản mệnh chớ nên tin vào những lời dụ dỗ ngôn ngọt của người ngoài bởi có nhiều kẻ giả tạo đang cố gắng tiếp cận với bạn để nhân cơ hội lợi dụng bạn chiếm đoạt điều gì đó từ tay bạn nữa. Và trong gia đình, với bạn tuổi Tốt, bạn cũng cần phải quan tâm và lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Bạn không nên áp đặt những suy nghĩ của mình, bắt đối phương phải nghe theo. Với bạn tuổi Tốt, bạn cần phải hiểu rằng mình không thể là người có quyền chi phối tất cả mọi việc và không phải lúc nào quan điểm của bạn cũng là đúng đắn nhé. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ mang lại cho bạn có được những cơ hội để chinh phục cấp trên và nhận được sự ngưỡng mộ của bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Bạn cần phải làm tốt nhiệm vụ của mình, đừng nên ngại khó khăn, vất vả, rồi bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, xung quanh bạn có nhiều kẻ giả tạo, cần phải chú ý giữ khoảng cách. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, không nên áp đặt những suy nghĩ cho người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, nên lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, có cơ hội để ghi điểm trong mắt người khác. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, không ngại vất vả, rồi bạn sẽ gặt hái được thành công. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 64, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ bảy ngày 27 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng gây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, hài hòa.
Với bà tuổi Hợi, bạn vốn là người dễ gần và bạn sẽ được nhiều người xung quanh yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ cho bạn mỗi khi bạn gặp phải những vấn đề khó khăn và người khác cũng giới thiệu cho những cơ hội phát triển rất tốt nữa nhé. Và may mắn hơn, trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Hợi, bạn còn có được cơ hội gặp được quý nhân. Quý nhân sẽ giúp cho bạn chọn ra những đường đi phù hợp cho tương lai và giúp cho bạn giải quyết những vấn đề đang còn tồn đọng một cách nhanh chóng nữa. Với bạn tuổi Hợi, bạn cần phải chú ý tiếp thu những điều hay từ đối phương nữa nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Hợi, không chỉ có những điều tốt đẹp sẽ đến mà bạn cần phải chú ý khi trong ngày đang có thủy khí vượng, với bạn cần phải quan tâm nhiều hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân. Bạn không nên lơ là đi những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể cho dù công việc của bạn đang có chất đống lên chăng nữa. Và nếu như cơ thể đang có dấu hiệu cảnh báo thì với bạn tuổi Hợi cần phải được nghỉ ngơi hoặc là kịp thời thăm khám bác sĩ càng sớm càng tốt, chớ để cho bệnh tình trở thêm nặng hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa nhận được sự yêu mến của nhiều người, tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có ai đó gặp phải khó khăn, tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc có được cơ hội gặp được quý nhân giúp đỡ giải quyết những rắc rối, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim có phương hướng xác định cho tương lai của mình, tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy cần phải chú ý tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 64, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.